Thời gian vừa qua, bất động sản công nghiệp tiếp tục duy trì là phân khúc dẫn đầu trong thị trường bất động sản Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ đầu năm đến nay, cả nước có thêm 10 dự án đầu tư khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhiều khu công nghiệp lớn được khởi công, các doanh nghiệp cũng đã và đang lên kế hoạch thâu tóm quỹ đất để phát triển bất động sản công nghiệp. Nghiên cứu về thị trường khu vực phía Bắc, các chuyên gia cho biết hiện kho xưởng chủ yếu tập trung ở hai địa phương là Bắc Ninh và Hải Phòng. Nhu cầu nhà xưởng tương đối cao, với tỷ lệ lấp đầy của hạng mục này trên thị trường từ 80 đến 90% cho các kho xưởng đang có mặt trên thị trường hiện tại và mức giá nằm trong khoảng từ 4,5 đến 5,5 đô. Đối với xưởng cho thuê thì đa phần là những cái khách thuê mới và là những cái nguồn khách đặc biệt là đến từ Trung Quốc theo cái chính sách dịch chuyển nhà xưởng sản xuất, và ngoài ra là có các cái khách thuê khác đến từ Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc, và đa phần là tập trung trong các lĩnh vực như là thiết bị máy tính, rồi các cái sản phẩm liên quan đến nhựa. Còn đối với nguồn khách của kho cho thuê, thì kho cho thuê thì nguồn khách đã đa dạng và đa phần là các công ty đa quốc gia hiện hữu tại thị trường. Thì ở đây là sẽ là các cái sản phẩm ví dụ như là các thiết bị liên quan đến ô tô nè, động cơ nè, rồi các cái thiết bị liên quan đến điện gia dụng và máy tính.